được tổ sư Huệ Pháp khai sơn từ năm 1917 với tên gọi Minh Tịnh. Minh là sáng, tịnh là an tịnh, tên chùa tượng trưng cho trí tuệ và thiền định. Trải qua nhiều lần trùng tu, đặc biệt là lần đại trùng tu cách nay 30 năm, chùa Minh Tịnh vẫn giữ được nhiều nét kiến trúc cổ xưa. Trước chùa có tam quan, xây đá, ba cửa cuốn vòm, khá đồ sộ và vững chãi. Chính điện chùa hướng đông với nhiều chạm khắc tinh xảo. Chánh điện với một cách kiến trúc rất là tỉ mỉ, kết hợp nhiều cái nền văn hóa của các nước. Trên các vách tường thì có hình Phật Thích Ca xung quanh với cách làm mạ vàng rất là trang nghiêm. Cho nên khi mà Phật tử vào thì có một cái cảm giác là ấm cúng, một cách là trang nghiêm, trang trọng. Và do đó họ có phát tâm đối với Đức Phật, đối với chư vị Bồ Tát và cũng là tạo cho cái sự tu tập trong tâm của họ được phát khởi. Tháp Tổ Huệ Pháp khai sơn trong khuôn viên vườn chùa. Tại tháp có hai câu liễn cẩn trên mặt bốn chữ hoa biểu: Huệ mệnh dạng người hòa nhật nguyệt, tháp thân vắng lặng lộ chân như. Không gian chùa dợp bóng cây giúp du khách bỏ qua những ồn ào sôi động của một thành phố du lịch, hòa mình vào không gian thanh tịnh chốn Già Lam. Các tổ thì phần nhiều là ta gọi là lập lên các cái chùa trên núi ấy. Chư Sơn ta nên dùng ở trên núi hồi tổ xưa, nhưng sau này thì tu thì được nhưng mà hướng dẫn Phật tử rất khó, nên sau các ngày giờ về để gần với quần chúng để hướng dẫn Phật tử tu. Nên ở đây chúng tôi muốn dựng lên trong một khu nhỏ nhưng nó tương đối nó có cây cảnh một số, đó là làm cho Phật tử nào lạ mà bước vào đây thì thấy cũng cảm giác là khá là nhẹ nhàng và cũng mát mẻ. Chùa Minh Tịnh đã trở thành điểm tựa tâm linh, đem ánh sáng Phật Pháp tới gần hơn với Phật tử trong và ngoài tỉnh. Giữa cái nắng cái gió phố biển, chốn Già Lam càng thêm uy nghi và rực rỡ, trở thành điểm đến không thể bỏ qua với mỗi du khách.